Này, mình sẽ chỉ cho mọi người cái nguyên nhân lỗi của nó, tại sao cái máy này nó bị rò điện. Rò điện kinh khủng luôn. Nguyên nhân của nó đây này. Dây này trong quá trình nó chạy, dây này bị thò vào sâu quá và bị ngốn vào. Đấy, nó quệt vào đây. Nó quệt vào đây là điện nó hở điện. Đây là mình tháo ra rồi. Tháo ra rồi mọi người. Giờ mình sẽ quấn lại cái dây này. Bọc lại, chính xác là bọc lại. Cái dây này là của thằng, cái máy này của thằng bạn mình. Em nguyên nhân hở điện. Máy này nó cũng dùng gọi là cực kỳ lâu năm. Không phải là cực kỳ lâu năm mà gọi là kiếm được nhiều tiền. Giờ sẽ bọc lại.